Tại cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với EU, thể hiện qua việc Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên có tất cả các khuôn khổ hợp tác với EU về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Về hợp tác kinh tế phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn EU giữ vững và phát huy vai trò là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thực thi hiệu quả EVFTA, đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế biển, tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như nông thủy sản, sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế phát triển bền vững. Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban châu Âu EC thúc đẩy các thành viên EU phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA để mở ra những cơ hội đầu tư mới cho doanh nghiệp hai bên. Bà Ursula von der Leyen chia sẻ những ý tưởng, đề xuất của Thủ tướng, hoan nghênh Việt Nam và G7 đã thông qua tuyên bố chính trị về thiết lập đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng GETP, khẳng định đây là bước tiến quan trọng để mở đường cho EU tăng cường đầu tư vào các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới chuyển đổi xanh, phát triển xanh ở Việt Nam. Về vấn đề thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, sau khi nghe Thủ tướng thông báo về những nỗ lực triển khai và kết quả tích cực mà các cấp, các ngành, các địa phương ở Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch EC ghi nhận những bước tiến mà hai bên đã đạt được trong xử lý vấn đề này. Chủ tịch EC cũng khẳng định EU ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong phát triển kinh tế biển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học biển, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững và hợp tác cùng Việt Nam trong đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực và trên thế giới.